giả của VTV Các thân mến, mong đợi rất nhiều trong quãng thời gian vừa qua. Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Bia Sài Gòn Cúp 2022 khu vực miền Bắc HPL S9. Trước mắt chúng ta sẽ là cuộc đối đầu giữa những nhà đương kim vô địch Du Lịch và tân binh BIDV. Du Lịch trong trang phục áo xanh quần đen tất trắng ở bên phía tay phải màn nhỏ của quý vị và các bạn. Họ đang là nhà đương kim vô địch của HPL S8 và đây sẽ là trận đấu đầu tiên trong hành trình của mùa giải S9 để Du Lịch bảo vệ thành công chức vô địch của mình. Trong khi đó thì BIDV Quang Trung, đây là lần thứ hai họ tham dự HPL và năm nay thì BIDV Quang Trung được nhận suất đặc cách. Họ thay thế Ocean của mùa giải HPL S8. Ngày hôm nay thì BIDV Quang Trung ra sân với trang phục áo trắng, quần trắng tất xanh. Họ ra sân với những gương mặt cũng khá quen thuộc. Đinh Văn Hưng, tình huống dứt điểm đầu tiên của trận đấu và nó thuộc về Hưng Sốp. Pha xử lý rất nhanh của tiền đạo mà số 10 bên phía Du Lịch. BIDV ra sân với đội hình gồm có thủ môn Nguyễn Hồng Nhật, Nhật De Gea. Chính xác là 4 cầu thủ là những người đã gắn bó với BIDV trong nhiều năm trở lại đây. Và cứu bóng rất hay. Đức Chris. Vẫn là Đức Chris, rất nhanh. Tình huống dứt điểm thứ hai của các cầu thủ Du Lịch trong trận đấu này. Đó đều là những tình huống mà các tiền đạo của Du Lịch đi bóng từ bên phía cánh trái vào khu vực trung lộ và thực hiện cú dứt điểm. Thứ hai! Không được. Đó là tình huống dứt điểm trượt của chiến thắng. Hoàng Long! Vẫn là Hoàng Long! 1-0, 1-0 cho BIDV Quang Trung. Rất bất ngờ. Tình huống tấn công đầu tiên của BIDV Quang Trung. Cú dứt điểm đầu tiên của đội bóng áo trắng và đó là bàn thắng. Hưng Sốp. Vẫn là Hưng Sốp, rất khỏe. 1-0! Tuyệt vời! Pha solo ngoạn mục của Hưng Sốp. Đó chính là sở trường. Đó chính là phẩm chất sát thủ của tiền đạo mặc áo số 10 bên phía Du Lịch. Chúng ta cùng xem lại. Người chuyền bóng là Đức Chris. Một mình Hưng Sốp tả xung hiếu đột vượt qua 3 cầu thủ phòng ngự áo trắng và dứt điểm vào góc cao trước sự bất lực của thủ môn Nhật De Gea. Rất kỹ thuật và vô cùng mạnh mẽ, chính xác. Đó là DPL tổ chức ở Đắk Lắk. Rất nguy hiểm. Đình Sơn! Quá đẹp mắt với pha phối hợp hoàn hảo của cầu thủ BIDV Quang Trung. Một pha bóng có thể nói là mẫu mực cho những tình huống tấn công ở sân 7. Đánh điên và căng ngang. Chúng ta cùng xem lại. Dũng Vàng đã dâng cao, Bùi Sơn băng lên một cách hợp lý và thực hiện cú căng ngang hoàn hảo, loại bỏ thủ thành Trần Anh Đức. Hưng Sốp không vào. Pha xử lý rất nhanh và cơ bản của Hưng Sốp. Và sau cú đá vừa rồi thì thủ thành Nguyễn Hồng Nhật. Vẫn là những tình huống mà Đức Chris tìm thấy Hưng Sốp. Pha cao Văn Nhật. Còn đây là bàn thắng mở tỷ số của Hoàng Long. Hoàng Long đã bứt đi rất nhanh, tạo ra một tư thế thuận lợi và thực hiện tình huống. Hai cột là Thanh Duy và Thắng Cóc. Không vào. Bóng đi sát sát cột dọc. Đó là tình huống dứt điểm đầu tiên của Cao Văn Nhật. Cú đá đi rất hiểm, sát sát cột dọc bên phía tay trái thủ thành Nhật De Gea. Một người cũng đã nguy hiểm. Cú đá bằng chân trái rất căng của Lê Thành Linh. Và trong pha bóng vừa rồi thì Nhật De Gea đã phải đấm bóng đi hết đường biên ngang. Cú đá bằng chân trái khá tốt của Lê Thành Linh. Hùng Con cùng Nam Cóc, Dũng Vàng là những thế hệ cầu thủ BIDV đầu tiên của đội bóng nhà băng. Và đúng lúc này thì trọng tài Hoàng Mạnh Hà đã thổi còi kết thúc thời gian thi đấu của hiệp đấu đầu tiên. Và BIDV đang có được lợi thế dẫn trước với tỷ số 2-1 nhờ những bàn thắng của Hoàng Long và pha đá phạt lưới nhà của Lê Thành Linh. Hưng Sốp là người đã có bàn thắng duy nhất cho đến lúc này của Du Lịch. Cầu thủ 24 là người dứt điểm rất căng. Cú đá đi vào đúng vị trí của Nhật De Gea. Pha phối hợp sở trường của các cầu thủ Du Lịch. Cao Văn Nhật, Hưng Sốp, không được. Linh Bách, vẫn là Nhật Tân. Tuyến 2, Linh Bách, dứt điểm, không được.
sẽ có qua cả phạt góc dành cho Du Lịch. Cú đá nhanh của Đức Chris đã bóng bật chân một cầu thủ phòng ngự. Pha xử lý rất hay của Dũng Vàng, nhưng rất may là các cầu thủ Du Lịch nguy hiểm. 2-0. Và đó là cái tên quen thuộc Đinh Văn Hưng. Hưng Dũng cho thấy được phong độ đỉnh cao và cùng với đó là khả năng chấp thời cơ rất nhanh. Có những dấu hiệu mệt mỏi, chúng ta hãy cùng xem lại tình huống dứt điểm của Đinh Văn Hưng. Pha xử lý rất gọn gàng, không quá mạnh nhưng rất hiểm hóc. Một tình huống thực sự là rất khó, đỡ bóng bằng chân phải và sau đó là tình huống ra chân rất nhanh bằng chân trái. Vẫn là Nhật Tân. Dứt điểm, bóng đi trúng vào dọc. Một pha xử lý có thể nói là cực kỳ cơ bản của Cao Văn Nhật. Cú đá mù trong bằng chân trái rất kỹ thuật, bóng đã khẽ chạm tay thủ thành Nhật De Gea và đi sượt mép. BIDV Quang Trung và đang lên rất quyết tâm của Linh Bách. Khá nguy hiểm. Cơ sai lầm của các cầu thủ Du Lịch và các cầu thủ BIDV đã có bàn thắng ở những giây thi đấu cuối cùng. Thực sự là quá nghiệt ngã cho Du Lịch khi mà họ là đội bóng kiểm soát bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn. Trong toàn bộ quãng thời gian thi đấu của hiệp 2 thì BIDV chủ yếu chỉ phòng ngự và họ cố gắng đạt mục tiêu có được một điểm. Nhưng ở những giây thi đấu cuối cùng, từ một tình huống phản công không quá nguy hiểm thì các hậu vệ, các phòng ngự của Du Lịch đã mắc lỗi. Và người đã mắc lỗi trong pha bóng vừa rồi có lẽ là Tiến Đạt. Tiến Đạt đã có một pha bóng không thực sự làm tốt khi không thể kèm sát được Lê Đình Bảo. Nguy hiểm. Vẫn còn. Đó là một pha bóng rất bất ngờ khi mà thủ thành Trần Anh Đức lên và chơi. Nhưng bây giờ thì họ đang phải đứng trước nguy cơ phải nhận thất bại đầu tiên của giải năm nay. Và đúng lúc này thì trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã nổi còi kết thúc thời gian thi đấu của cuộc đối đầu giữa Du Lịch và BIDV Quang Trung. Bất ngờ đầu tiên của giải đấu đã diễn ra và chiến thắng thuộc về Tân Bình BIDV Quang Trung trước đội đương kim vô địch. HPL là như vậy, đây là khuôn mặt thất vọng của bầu tình. Cùng với đó là các cầu thủ của đội đương kim vô địch. Họ đã chơi rất cố gắng, rất công hiến cho trận đấu ngày hôm nay. Nhưng đối thủ của họ đã không cho phép họ thể hiện được một lối chơi kiểm soát bóng và tấn công đậm chất quyến rũ như ở mùa giải năm ngoái.